cảm lạnh chú mèo hiếu thảo bắt chuột tặng mẹ để làm bữa trưa. Hà nghe, hey! Gì vậy trời? Ẩm động rớt nước mắt, đứa con thấy mẹ đang ăn cơm, cái đem đồ ăn lại cho mẹ. Thật ra thì nhà có đứa con gái hiếu thảo đôi khi cũng mệt mỏi với bất lực lắm mọi người ạ. À. Bé mèo này thấy mẹ đang ăn cơm, thế là liền dùng sức mình tự dâng lên cho mẹ thêm một món ăn để đổi khẩu vị. Cô gái thì cũng không để ý gì nhiều, thấy con lấy tay khều khều mình thì liền xoa đầu bé. Nhưng mà có cái gì nó lạ lắm, nhìn lại thì thấy mình đang sợ một con chuột đang được con gái rượu ngậm trong miệng. Trời ơi, quay lại thấy tiệt tôi kiểu như là hấn đi một nhịp luôn. Quá mệt mỏi, mình không có thiếu thốn mày làm tao lại, mày đừng có ha, tha mấy cái con lại lại đây. Trời đất ơi, tự nhiên tới đoạn này cái hồn vía nó lên mây, tim dừng hẳn mấy nhịp, không kịp phản ứng gì. Cô tá hỏa chạy đi thì nó đuổi theo phía sau, ánh mắt tràn đầy mong muốn kiểu: mẹ ăn thêm cái này đi, ngon lắm, mới bắt được còn tươi. Đã vậy nó còn vờn vờn cho con chuột chạy khắp nhà, mà đã vậy thì Sen cũng hốt hoảng chạy trốn theo luôn. Đúng là đứa con gái hiếu hảo luôn. Trời ơi, đây vậy hả, nó còn dần. Con chuột chưa chết, nó chạy tè đây, học me mình cũng nhảy làm bà đa theo nó rồi. Mày hiếu thảo quá vậy con, nhà mình không có thiếu thốn gì đâu. Mẹ lạy con, chỉ cần nằm im, ăn ngủ vui khỏe là mẹ mừng rồi, vậy nhen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.